Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gà Ly TV. Thì trong video ngày hôm nay, như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề á, thì Gà có 7 thỏi son Hàn Quốc mà Gà cảm thấy là trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm mưa làm gió rất là nhiều trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là đối với các bạn học sinh, sinh viên. Tại vì thứ nhất là giá thành của nó rất là rẻ nè, ngoài ra thì nó còn kiểu màu sắc thì cực kỳ trendy, và chất lên môi thì vừa mềm mềm, bóng bóng, nói chung là đúng cái kiểu mà tất cả mọi người hiện tại sẽ thích. Nên trong video ngày hôm nay Gà quyết định là sẽ ngồi xuống thử và swatch với các bạn cả 7 thỏi này ha. Và một cái thông tin rất là thú vị về cả 7 thỏi son này á, là Gà không có mua bất kỳ một thỏi nào mà giá trên 150.000 hết. Có nghĩa là toàn từ 150.000 trở xuống thôi á mọi người. Và Gà đã wow, thật sự là rất là rẻ luôn á mọi người. Mua cả 7 cây mà hết đâu có 800 mấy luôn. Xong Gà cảm thấy tại sao mà lại mất tiền quá nhiều mà son này. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video swatch và review ngày hôm nay luôn nha. Thì dòng son đầu tiên á mà Gà có trong video ngày hôm nay á, thì tên đây là dòng son Mercy by the Beat Mellow Tint. Thì đây là một cái dòng son mà Gà cảm thấy là nó cũng đã ra mắt cũng lâu rồi đó mọi người. Tuy nhiên là tới giờ Gà mới thử luôn, tại vì trong khoảng thời gian gần đây thì Gà không có dùng son hàng nhiều lắm á. Tuy nhiên là Gà đã thấy rất là nhiều người review cũng như là swatch em này ở trên YouTube, và Gà đã quyết định chọn ra 4 màu mà Gà cảm thấy là sẽ hợp với Gà nhất. Thì nó sẽ là màu M2, M3 nè, rồi M4 và M6. Thì hôm nay Gà sẽ swatch cho các bạn xem cả 4 màu son này nha. Thì màu đầu tiên mà Gà có trong video ngày hôm nay đây là màu M2 á mọi người. Thì lúc mà đánh lên á, Gà đang rất là bất ngờ với lại là cái chất son của cái dòng son này. Mới đầu Gà nghĩ nó sẽ là một cái chất velvet lip tint mà kiểu như nhung thôi, chứ nó sẽ không có được cái độ bóng kiểu như thế này đâu. Tuy nhiên lúc mà Gà đánh lên thì Gà đã kiểu wow, nó bóng quá mọi người. Thật ra thì cái độ bóng này nó rất là dễ thương luôn, và nó sẽ làm cho môi của mình có cảm giác là nó căng căng mọng mọng á. Và nếu mà mình kiểu chịu khó tán cái viền ra á, thì nhìn nó cũng sẽ kiểu giống như là mấy cái dòng son mà kiểu Laura Lip Tint á. Gà nghĩ là nó sẽ có một cái hiệu ứng bóng mờ trên môi khá là rõ. Và nói chung là cây son này thì chất của nó rất là mềm. Khi mà mình đưa lên môi á, thì kiểu nó lướt nhẹ như mây luôn á mọi người, và hoàn toàn không có động vào mấy cái rãnh môi hay gì hết trơn á. Xong rồi đánh lên thì cảm giác là kiểu không đánh son luôn á, nó nhẹ bẩn luôn. Nhưng mà Gà nghĩ là cái son này dày lắm luôn á. Bây giờ Gà thử các bạn xem nha. Đây, nói chung là nó có dây và nó không có kiss proof đâu mọi người. Nên nếu mà các bạn bôi son xong các bạn hôn một ai đó thì trên mặt người đó sẽ in nguyên một dấu luôn. Đó. Và cái màu M2 này thì Gà thấy nó là một cái màu kiểu thiên hướng là nó là sự kết hợp giữa đỏ, nâu và cam. Tuy nhiên là sắc cam rất là ít thôi. Và đây là một cái màu căn bản là nó tôn da và tôn men răng. Tuy nhiên á, là Gà cảm thấy là nó lúc mà đánh đậm á, thì nó sẽ không quá hợp để mình dùng hàng ngày đâu. Tại vì cái màu này mà học sinh mà đánh đi học thì chắc chắn là bị chụp. Mà nó sẽ hợp với cái kiểu mà kiểu make up đậm người Trung Quốc đồ hơn. Tại vì Gà cảm thấy là mấy bạn Trung Quốc rất thích đánh màu này nhỉ. Nói chung đây là một sự lựa chọn rất là thích hợp để bạn nào kiểu mua xong rồi đánh lúc mà đi ăn, đi chơi, đi quẩy lung tung thì dạ, rất là thích hợp. Và cái dòng son này sau khi tẩy đi thì các bạn có thể thấy là nó sẽ để lại trên môi của mình một cái lớp tint rất là đậm màu. Nên có nghĩa là nếu mà cái son này nó có dễ dây, dễ trôi, tuy nhiên là cái base ở dưới của nó là cái base tint này sẽ rất là khó tẩy. Và màu tiếp theo là sẽ thử thì đây là màu M3. Cái màu M3 này á, thì căn bản Gà thấy là nó là cái màu dễ dùng hơn so với màu M2 lúc nãy. Nó là một cái ánh cam, tuy nhiên là nó lại có ánh đất. Và cái ánh kiểu cháy cháy trong đó mọi người, thì người ta thường hay gọi là cái màu son này là màu son cam cháy đó. Tuy nhiên là nó không có quá sức rực rỡ như kiểu màu quýt hay là màu này nọ đâu. Mà Gà thấy là cái mức độ màu của nó cũng kiểu trung bình thôi. Thì cái sắc tố kem này á, thứ nhất là nó rất là trendy, thứ hai á, là nó rất là dễ dùng luôn. Các bạn học sinh sinh viên hoàn toàn có thể tham khảo cái màu này đánh đi học này, nhìn rất là nhẹ nhàng. Và lúc mà lên da á, thì nó cũng giúp cho cái da mình nhìn sáng lên. Tuy nhiên là nó lại không có giúp cho răng mình sáng lên như là cái màu M2 lúc nãy. Nên Gà cảm thấy đây là một cái sắc tố kiểu cũng trung bình. Tại vì trong cái sắc son này nó có ánh vàng á mọi người, nên nó sẽ không tôn men răng đâu. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho tổng thể khuôn mặt của mình nhìn tươi tắn hơn và xinh hơn. Nhẹ nhàng nữa. Chất son thì nãy giờ Gà thấy là nó không có sự khác biệt lắm giữa các màu son với nhau ha. Gà cảm thấy là màu son nào thì nó cũng cái chất mềm. Mềm là mềm.
Và một cái điểm hay của cái son này nè, có nghĩa là cái màu nào á thì sau khi tẩy trang đi thì nó sẽ để lại cái lớp tint màu đó, chứ nó không có bị kiểu tất cả đều là base hồng á mọi người. Kiểu mình có tẩy bao nhiêu màu ra thì nó cũng ra màu hồng hết, thì nó không có bị cái tình trạng đó. Và kiểu mình đánh màu nào lên và lúc mà mình tẩy cái màu đó đi thì nó sẽ để lại đúng cái lớp tint màu đó ở trên môi. Màu tiếp theo mình sẽ swatch là màu M6. Cảm thấy là cái màu này nó rất là đậm luôn. Và vừa mới để ý á, thì cái tên của màu M4 này nó tên là Bayon Rose. Và thật sự là cái tên phản ánh được cái sắc son luôn á mọi người. Đây là một cái sắc son mà lúc đánh lên là hết hồn luôn. Nếu mà các bạn để ý á, thì đây là một cái sắc son thật sự rất là trendy ở trên Instagram này, TikTok này. Đặc biệt là mấy chị Trung Quốc á, đánh màu này nhiều cực. Thật sự luôn, đây là một sắc son rất trendy. Tuy nhiên là cái vấn đề mà gọi gặp với cây son này là cái gì các bạn biết không? Đó là thứ nhất, cái màu nó không đều. Thật sự là cái dòng son, thật sự là những cái màu son á mà nó kiểu đậm sắc tố mà có cả sắc tố đen trong này nè, nó rất là khó đều luôn. Như các bạn có thể thấy nè, thì sẽ có những cái chỗ mà nó đen hơn rồi những chỗ mà nó không đen bằng. Đó, căn bản là như vậy. Và Gà cảm thấy ở đây là một cái sắc son mà Gà cảm thấy là nó khá là khó dùng. Thật sự đối với bản thân Gà, thậm chí là bản thân Gà vẫn cảm thấy là nó khó dùng. Mặc dù là Gà trang điểm hằng hầu như là hàng ngày luôn. Gà nghĩ là những cái bạn nào mà kiểu thích cái, đang nghĩ là những cái bạn nào á mà kiểu cái nét mặt á mà nó rất là sắc á, các bạn hiểu không? Kiểu sắc rồi xong môi dày rồi kiểu góc cạnh đồ này nọ, đánh màu này sẽ rất là đẹp luôn. Tuy nhiên là cái mặt là nhìn nó hơi hiền hậu quá để có thể gọi là hợp với cái màu này á, nên là cảm thấy nếu mà bạn nào có cái xu hướng mà cũng hiền hậu và nhìn hàng hàng mà nhìn trẻ con như Gà thì nên bỏ qua màu này. Nhưng mà các bạn đây màu sắc son rất là đẹp. Tiếp theo là màu M6. Thì cái màu M6 này căn bản á, nó là một cái màu rất là phổ thông. Đây là một cái màu đỏ thuần thôi mọi người. Nó không có nghiêng hồng mà nó cũng không có nghiêng cam. Đây là một cái sắc đỏ thuần túy là đỏ. Và Gà cảm thấy là cái màu này lúc mà vừa đánh lên môi á, thì nó có một cái đặc điểm là nó sẽ vừa làm sáng nha và vừa làm sáng men răng của mình luôn. Có nghĩa là đây là một cái màu mà dùng hàng ngày rất là thích hợp. Gà nghĩ là cái kiểu này á, thì nó sẽ đi với rất là nhiều make up luôn. Từ là make up nhạt cho tới make up đậm, cái màu này đều có thể sử dụng được hết. Thì căn bản đây sẽ là cái màu phổ thông và dễ sử dụng nhất trong cả 4 màu mà hôm nay Gà mua. Tuy nhiên á, là bởi vì nó quá phổ thông nên Gà cảm thấy là nó cũng không đặc biệt lắm. Mà Gà nghĩ là cái sắc son này này Gà cũng đã có tầm trên dưới 10 cây á mọi người, nên nó không phải là sắc son đặc biệt đối với Gà. Một điểm cộng cho 4 em son của Merzy, đọc lại dòng son này, By the Beach Metal Tint, là cả 4 cây son này chất son của nó đều rất là đồng đều. Rất là đồng đều luôn á mọi người. Không có một cái cây nào mà nó khác chất so với cây khác hết. Và cái mùi của nó thì cũng tương tự luôn. Mùi này là một cái mùi không biết diễn tả sao, tuy nhiên là nó không phải là cái mùi trái cây ngon ngon mà Gà thật sự rất là thích. Tuy nhiên là cái mùi của nó thì không khó chịu gì đâu mọi người. Nên Gà cảm thấy đây là một dòng son rất là đáng tiền của Merzy luôn. Dòng son tiếp theo mà Gà sẽ thử trong video ngày hôm nay á, là cây Black Rouge Avid Velvet version 5. Và màu mà Gà có ở đây là màu A26. Thì Gà thấy là cái màu này cháy hàng rất là nhiều mọi người. Kiểu nó sold out trên hầu như tất cả các thể loại hệ thống rồi xong shop đồ mọi thứ. Thì màu A26 này sold out rất là nhiều. Tuy nhiên là Gà chưa coi swatch của cái version 5 này, nên Gà thật sự không biết đây là cái màu gì mà lại làm cho tất cả mọi người kiểu điên đảo như vậy. Và đầu tiên thì là cái vỏ của nó thì là màu xanh. Màu xanh thì năm nay rất là trendy. Bây giờ thì cùng thử nó lên môi thôi ha. Cái mùi này ngon lắm á mọi người, thật sự luôn á. Mùi son của Black Rouge á, chưa bao giờ là Gà thất vọng luôn. Không diễn tả được đây là cái mùi gì, nó giống như mùi xin gâm chua vậy đó. Trời ơi, ngon lắm 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 luôn á, thật sự. Thì cái màu A26 này này mọi người, đây là một cái màu đỏ, nó cũng có ánh đen giống như cái cây M4 của Merzy lúc nãy. Tuy nhiên cái ánh đen của nó không nhiều như vậy á mọi người, nên đây là một cái sắc son mà cảm thấy là dễ dùng hơn hẳn. Đánh lên thì rất là tôn da tôn răng. Và đó, nó là một sắc son đẹp và Gà cảm thấy là nó sẽ hợp với những cái make up nào mà nó đậm và nó Trung Quốc. Thật sự luôn á, những cái màu son mà Gà chọn trong video ngày hôm nay hầu như là kiểu make up Trung Quốc đều hợp hơn á mọi người. Và cái màu này Gà cảm thấy sẽ rất là đẹp nếu các bạn nail lên màu xám hoặc màu xanh. Màu xanh là kiểu xanh lá cây á, xanh lá cây mà nó có pha ánh nhũ ngọc đồ ở trong á thì rất là đẹp luôn. Thật sự là màu này đẹp lắm á mọi người. Hèn gì là nó cháy hàng như vậy. Thì ra là tại vì nó rất là đẹp. Và cái chất son của
Black Rouge á, thì nó vẫn y chang tất cả các dòng trước, và cảm thấy là nó vẫn là cái kiểu mà velvet lip tint, có một xíu độ bóng nè, pigmentation còn rất là tốt, bôi lên một phát là kiểu đậm màu luôn. Cảm giác ở trên môi thì cũng rất là mềm, mà mềm như nhung á mọi người, mà thumbs up. Và cái base của thỏi son này lúc mà tẩy trang đi thì nó cũng rất là đậm luôn á mọi người. Như các bạn có thể thấy là chất son của cây son này cũng mặc dù là sẽ trôi, tuy nhiên là nó sẽ để lại trên môi một cái lớp tint sau khi mà nó trôi xong, nên nhìn mình chắc chắn là sẽ không nhợt nhạt đâu. Cây son tiếp theo thì đây là Mystery Blur Tint, màu số 3 nha mọi người, màu Mandarin. Thì cái cây này á, gà đã từng thấy chị Hương sử dụng trong cái đợt mà gà chị Hương đi Nhật rồi, nên gà đã phải mua ngay lập tức. Và thật sự là cái packaging của nó nhìn rất là dễ thương luôn á, nhìn nó kiểu như một cái thanh lăn nước hoa nhỏ vậy á mọi người, rất chi là dễ thương luôn. Và gà không biết là cái màu số 3 này chính xác nó là cái màu kiểu gì, nhưng có vẻ là nó sẽ có khá là nhiều ánh kem, tức là sẽ đẹp lắm. Và cái chất son của cây này thì hôm bữa gà thử thì gà thấy là nó là một cái chất son Blur Lip Tint. Nó ít độ bóng lắm, tuy nhiên là nó cái sắc tố mà kiểu mờ mờ của nó rất là đẹp. Và cái sắc son này nè mọi người, lúc mà đánh lên á thì gà đã kiểu đây là một cái sắc son căn bản là gà sẽ không expect là nó lại nhạt như vậy. Tại vì nãy giờ kiểu mình toàn thử son đậm á, nên gà bị quen với cái vibe son đậm rồi. Nên lúc mà thử cây son này gà thấy là nó căn bản là rất là nhạt. Nó cũng làm cho da và răng của gà tương đối là sáng lên, tuy nhiên lại không có được như là những cái cây trước mà mình đã swatch. Cái cây này thì nó trung bình thôi mọi người, gà không quá thích màu này đâu. Tuy nhiên là cái chất son thì gà rất là thích, kiểu nó blur blur, mềm như nhung, mà bậm bậm thì kiểu nó không có cảm giác dính lại giữa môi á các bạn, tại vì cái độ bóng của nó như gà nói là ít. Và cái sắc son này sẽ rất là thích hợp để các bạn đánh một xíu thôi, để mình tươi tươi một xíu để mình đi học nè, đảm bảo là không có bị giám thị chụp đâu mọi người. Và cây son cuối cùng mà gà sẽ thử trong video ngày hôm nay là của G9 Skin, G9 Skin đó mọi người, bình thường là toàn đọc là G9 không à. First V Fit Velvet Tint. Thì cái dòng này á, căn bản là gà thấy nó cũng không quá nổi ở trên YouTube đâu. Tuy nhiên là gà vừa mới thấy có một cái anh swatch dòng son này thì gà cảm thấy rất là đẹp, nên gà phải mua về thử ngay lập tức. Kiểu lâu lâu mình cũng phải bắt trend một xí chứ đúng không mọi người. Mà gà cũng không biết là rốt cuộc là nó có nổi hay không nữa, tại vì dạo này gà rất là ít tham khảo cái thị trường son Hàn Quốc á, nên nếu mà gà nói sai thì các bạn tha thứ cho gà nha. Và đây là màu số 3, màu Real Brick. Và cái thỏi son thực sự rất là đẹp luôn á mọi người, trừ cái logo. Gà không hiểu tại sao cái logo mà nó có thể in cái kiểu chữ như vậy nữa. Cái phông này nhìn nó quá cứng nhắc so với lại là một cái cây son mà nhìn nó lóng lánh và luxury vậy đúng không, thì cái phông này thật sự cứng ngắc quá mọi người. Tuy nhiên là một cây son mà có hình như đâu 130 mà kiểu như vậy là ok lắm rồi luôn á. Cho tới bây giờ thì đây là cái màu son mà gà thích nhất trong video ngày hôm nay luôn. Đây là cái màu son base cam, và cái ánh nâu của nó rất là vừa phải, nó sẽ tạo lên cho mình nó một cái cảm giác rất là quyền lực và rất là tây. Thật sự màu này tây lắm á mọi người, những cái bạn nào mà da nâu, da ngăm á thì đánh màu này thật sự rất là đẹp luôn. Và gà cảm thấy đây thật sự là cây son mà gà thích nhất từ đầu video đến giờ. Thật sự màu rất là đẹp, màu đẹp một cách hết hồn á. Thật sự là gà không có nghĩ là một cây son Hàn Quốc mà giá thành lại rẻ như vậy. Hình như là dưới, như gà đã nói, hình như là nó chỉ có 130.000 thôi mà nó lại tốt như vậy á mọi người. Thích cây này lắm luôn á. Rất là thích. Đánh lên thì da rất là sáng, răng thì có thể là không sáng lắm, tại cái màu này nó không tôn men răng nha mọi người. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà răng trắng mà đánh màu này sẽ rất là đẹp luôn. Thật sự á, thích lắm. Tuy nhiên là nó cũng chẳng xịn men răng lắm đâu mọi người, rất là thích. Ok, vậy là gà đã thử xong cả 7 cây son trong video ngày hôm nay. Các bạn thích cây son nào nhất, có cùng ý tưởng với gà không thì hãy comment cho gà biết ở dưới nha. Gà hy vọng là trong video ngày hôm nay các bạn có thể tham khảo được ít nhất một thỏi son nào đó hợp với mình ha. Thì có thể các bạn có thể thấy là thật sự là môi của gà không có đẹp đâu, mà tại sao gà vẫn tiếp tục làm những cái video swatch son như vậy. Tại vì gà biết là ở ngoài kia có rất là nhiều người cũng có môi mỏng giống gà mà, chứ đâu phải là ai cũng môi dày kiểu siêu dày, siêu mỏng, siêu đẹp đâu đúng không. Cũng có người môi mỏng mà, nên xin môi mỏng, cố lên. Ok, không nói nhiều nữa, kết thúc video ha. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.